các bạn đã đến với kênh của mình. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rau diếp cá hay còn gọi là diếp cá là một loại cây rất quen thuộc ở Việt Nam. Rau diếp cá được trồng ở rất nhiều nơi. Đối với nhiều người, loại rau này có mùi khá khó chịu và không dễ ăn. Tuy nhiên, công dụng rau diếp cá lại mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bác sĩ cho rằng rau diếp cá có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch. Rau diếp cá có thể trị mụn và giúp cho đường hô hấp hoạt động tốt hơn. Không chỉ thế, nó còn là một nguyên liệu thuốc tuyệt vời nhờ tác dụng tiêu trừ độc tố cho cơ thể. Sau đây là một số tác dụng của rau diếp cá. Tác dụng thứ nhất, rau diếp cá trị mụn. Dùng rau diếp cá trị mụn là một trong những tác dụng của rau diếp cá đối với da mặt và cũng là cách chăm sóc da được nhiều chị em tin tưởng. Mỗi khi mặt nổi mụn, bạn chỉ cần lấy vài chiếc lá diếp cá, rửa sạch, giã nát, hòa thêm một chút muối rồi đắp lên nút mụn, rửa sạch sau 15 phút. Cách trị mụn bằng diếp cá có thể sẽ nhanh chóng giúp nút mụn bớt sưng, đau. Không những thế, dùng rau diếp cá trị mụn còn giúp da hạn chế được tình trạng thâm đen do mụn để lại. Ngoài ra, uống nước diếp cá có tác dụng gì? Bạn có thể tự làm nước rau diếp cá trị mụn để đào thải độc tố từ bên trong, hỗ trợ điều trị mụn do rối loạn nội tiết. Bạn chỉ cần đem xay nhuyễn 200g diếp cá cùng với một chút nước, sau đó cho thêm 500ml nước vào và dùng rây lọc chắc lấy nước cốt, thêm chút đường cho dễ uống. Uống rau diếp cá trị mụn đều đặn sẽ giúp làn da bạn được cải thiện rõ rệt. Thứ hai, rau diếp cá có tác dụng trị bệnh tiểu đường. Rau diếp cá có chứa ethanol. Như vậy, uống nước rau diếp cá có tác dụng gì đối với người bị bệnh tiểu đường? Một nghiên cứu vào năm 2014 trên cơ thể chuột cho thấy việc uống nước rau diếp cá liên tục trong 3 tuần có thể làm giảm đáng kể hàm lượng FBG, hàm lượng glucose trong máu lúc đói. Ngoài ra, chúng còn chứa thành phần chống tiểu đường và khả năng giúp ổn định đường huyết trong cơ thể. Do đó, loại rau này còn được xem là một liều thuốc tiềm năng đối với các bệnh nhân mắc tiểu đường. Tác dụng thứ ba, uống nước rau diếp cá giúp kiểm soát cân nặng. Ngoài khả năng cải thiện tình trạng tiểu đường, nhiều nghiên cứu cho biết rau diếp cá chứa thành phần chống béo phì. Do đó, ăn hoặc uống nước diếp cá sẽ giúp giảm đi lượng mỡ dư thừa trong cơ thể về lâu dài. Cách làm này sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả. Thứ tư, rau diếp cá có tác dụng giúp lợi tiểu. Ăn rau diếp cá có tốt không? Theo kinh nghiệm nhân gian, người bị tiểu gắt, tiểu buốt hay tăng cường bổ sung rau diếp cá vào các bữa ăn để lợi tiểu. Đông y cũng tận dụng lợi ích của rau diếp cá để bào chế các bài thuốc lợi tiểu. Thứ năm, tác dụng của rau diếp cá giải độc tố cho cơ thể. Từ khả năng lợi tiểu, rau diếp cá còn có thể giúp tiêu trừ độc tố, thanh lọc cơ thể. Các loại độc tố trong cơ thể sẽ được đào thải thông qua đường nước tiểu. Tác dụng thứ sáu đó là trị bệnh viêm phổi. Rau diếp cá có thể hỗ trợ điều trị viêm phổi, các triệu chứng phổi bất thường và tình trạng bất ổn ở đường hô hấp. Thứ bảy, rau diếp cá có tác dụng chữa các bệnh nhiễm trùng. Người ta thường dùng rau diếp cá chữa bệnh nhiễm trùng vì nó có thành phần diệt khuẩn. Thứ 8, rau diếp cá có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch. Một số nghiên cứu cho thấy rằng ăn nhiều rau diếp cá có thể tăng cường hệ miễn dịch bởi vì chúng kích thích sản sinh ra tế bào bạch huyết, tế bào thiết yếu giúp tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Các nhà nghiên cứu còn cho rằng rau diếp cá là một trong những loại rau có chứa nhiều hợp chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Vì thế, tác dụng của rau diếp cá có thể được tận dụng để cải thiện sức đề kháng cho người ở nhiều độ tuổi.
Vì vậy, ăn nhiều rau diếp cá có tốt không? Tác dụng của rau diếp cá có thể giúp cải thiện nhiều vấn đề sức khỏe xấu. Song ăn nhiều rau diếp cá có tốt không? Về bản chất, rau diếp cá có tính hàn. Trong ẩm thực, nhiều người thường ăn rau diếp cá cùng với các loại rau thơm khác như rau kinh giới, rau húng lủi, xà lách. Đây là thói quen có lợi cho sức khỏe. Tác dụng phụ của rau diếp cá cũng rất hiếm gặp. Thực tế, chưa có bằng chứng khoa học nào có câu trả lời chính xác cho câu hỏi ăn nhiều rau diếp cá có tốt không. Tuy nhiên, cũng như các loại rau thơm khác, bạn có thể sử dụng mỗi ngày với số lượng vừa phải, không nên lạm dụng. Nếu muốn rau diếp cá mỗi ngày, bạn hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia hoặc thầy thuốc đông y để xác định liều lượng phù hợp. Mặt khác, tác dụng của lá diếp cá mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn không nên dùng rau diếp cá để thay thế cho các loại thuốc chữa bệnh được bác sĩ chẩn đoán và kê đơn. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và nhấn đăng ký kênh nhé.